cái nội dung đấy là em xin đi qua phần giới thiệu các cái lợi ích của hệ thống, các cái chức năng chính của hệ thống, và sau đấy là phần của chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cái cách thức để sử dụng được cái hệ thống e-learning làm sao cho nó hiệu quả nhất, làm sao mà để cho các giáo viên cũng như là học sinh có thể dễ dàng sử dụng được cái hệ thống VNPT e-learning. À, chị xin phép ngắt lời Phú một tí, tức là theo tình hình là các thầy cô cũng trao đổi trên nhóm thì một số các cái chức năng mà liên quan, có nghĩa là cái mà phần mà không quá trọng tâm thì Phú có thể bỏ qua, bởi vì các thầy cô đã học trong các cái lớp chính rồi, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho cái việc mà ví dụ những cái vai trò liên quan đến admin của hệ thống nhá. Thì em xin phép cũng cái phần giới thiệu em xin phép là đi nhanh qua cái phần giới thiệu thôi. Sau đấy thì em xin phép là giới thiệu thẳng vào những cái chức năng chính của quản trị hệ thống mà mà các anh chị là giáo viên ở cầm quyền admin của trường. Cầm quyền admin của trường thì sẽ là thực hiện các cái vai trò này trên hệ thống ạ. Đầu tiên thì để sử dụng được hệ thống thì quản trị của nhà trường thì sẽ sử dụng ở trên vào cái địa chỉ truy cập là lms.vnedu.vn. Thì đối với quản trị hệ thống ấy thì sẽ không sử dụng cái quyền admin của VnEdu mà sẽ sử dụng là quyền admin trên hệ thống quản lý dịch vụ của VnEdu khi mà nhà trường đăng ký cái hệ thống quản lý nền tảng học và thi trực tuyến của VnPT. Thì đây em sẽ chia sẻ. Em xin phép chia sẻ cái màn hình mà mọi người sẽ vào để tìm lấy được cái tài khoản quản trị này. Đây ạ. Khi mà các anh chị đăng ký sử dụng các thầy cô và các trường sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ của VNPT nền tảng học và thi trực tuyến ấy, thì các thầy cô sẽ vào phần mục là Start quản lý dịch vụ, tìm đến cái là nền tảng học và thi trực tuyến VNPT e-learning ạ. Các thầy cô bấm vào chi tiết ở đây thì các thầy cô sẽ thấy được là cái tài khoản đăng nhập cũng như là cái về phần tên miền đăng nhập của hệ thống. Thì ở đây ví dụ như ở đây là của đây là cái phần tên miền đăng nhập của hệ thống đấy ạ. Để em lấy cái bút. Đây chính là cái phần tên miền của hệ thống đấy ạ. Các thầy cô sẽ sử dụng cái tài khoản admin là cái tài khoản này. Đây là cái tài khoản admin của các thầy cô sẽ sử dụng để đăng nhập bằng quyền admin cho hệ thống LMS. Sau đấy các thầy cô sẽ sử dụng là cái mật khẩu ở đây. Đối với cái trường hợp mà mọi người đổi mật khẩu xong mà mọi người quên mất ấy, thì mình có thể reset mật đặt lấy cái mật khẩu này đăng nhập nhưng mà mọi người quên mất mật khẩu thì mọi người có thể tích vào cái nút ở đây. Để reset mật khẩu thì hệ thống sẽ gửi lại một cái mã mật khẩu mới ở đây ạ. Thì mọi người sẽ sử dụng truy cập vào hệ thống để vào hệ thống theo tên miền này và truy cập vào hệ thống theo tên miền này và đăng nhập theo thông tin tài khoản và mật khẩu. Đấy là cái cách thức mà truy cập hệ thống. Thì đối với cả quản trị nhà trường thì sẽ sử dụng là tốt nhất là ở trên nền web. Còn đối với cả học sinh ấy, thì hiện nay thì VNPT và học sinh và giáo viên thì hiện nay VNPT là đã có cái nền tảng, tức là đã có bản app để các thầy cô có thể tải. Nếu các thầy cô dùng Android thì các thầy cô có thể vào được cái CH Play để các thầy cô tải, hoặc là đối với cả người dùng iPhone thì sẽ sử dụng là vào App Store search cái tên là VNEdu LMS. Thì cô tải về cũng đăng nhập bằng tài khoản VNEdu để sử dụng.
Thế thì đổi những cái cách thức truy cập như thế thì lợi ích của hệ thống đối với học sinh là học sinh có thể học được mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ đa thiết bị, tức là ở đây thì học sinh có thể học được cả ở trên nền web, tức là học sinh có thể sử dụng laptop như là sử dụng PC để học, hoặc là học sinh sử dụng điện thoại thông minh để truy cập ứng dụng để học. Ngoài cái mà học mọi lúc mọi nơi thì trong quá trình học thì học sinh có thể theo dõi được cái tiến trình học cũng như là cái kết quả học trực tuyến đối với các cái bài thi của học sinh. Học sinh còn làm học và làm bài tập trực tuyến và tương tác với cả giáo viên cũng như là tương tác với các học sinh ở trong khóa học bằng hình thức là chat. Đối với lợi ích của hệ thống của mang lại cho giáo viên, đó là tất cả các tài liệu thì sẽ được số hóa, tức là cái bài giảng của thầy cô ấy thì sẽ số hóa và chuyển thành file PDF hoặc là file PowerPoint để gửi lên cho học sinh. Học sinh có thể từ đấy học sinh có thể học được, tức là học sinh có thể theo dõi lại được cái nội dung. Ví dụ như hôm nay trong cái buổi này thì đấy là tương tác giữa cô và trò, thì sẽ có thêm một phần tài liệu để học sinh có thể tham khảo được thêm nữa. Ngoài ra đối với hệ thống của VNPT bọn em thì cái quan trọng nhất là cái phần ở chỗ điểm danh học sinh. Thì hiện nay bọn em đã điểm danh, tức là lấy được cái thống kê điểm danh học sinh ở đến hệ thống, sẽ tính được là thời điểm vào ra của học sinh cũng như là giáo viên ở trong cái khóa học và lớp học đấy. Thì đối với giáo viên còn một cái nữa là theo dõi học tập, tiến trình học tập của học sinh bằng các cái biểu đồ, bằng các cái thống kê báo cáo. Và học giáo viên thì cũng có thể là kiểm tra ra các cái bài kiểm tra trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau. Còn đối với quản trị nhà trường thì sẽ theo dõi được tất cả các cái khóa học và kết quả học tập của tất cả các thí sinh, của tất cả các học sinh ở trong nhà trường, cũng như là theo dõi được các kỳ thi và xuất được các cái thống kê báo cáo để gửi cho hiệu trưởng hoặc là gửi cho các cấp liên quan như là sở giáo dục và phòng giáo dục đào tạo. Các cái chức năng chính của quản trị hệ thống là bao gồm là về phần cấu hình hệ thống, tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo và quản trị người dùng. Thì cấu hình hệ thống ở đây thì sẽ có các cái phần như là cấu hình các cái thông tin trên cái website của hệ thống, cũng như là có thể là ở phần quản trị người dùng thì mình đồng bộ được các cái thông tin từ VNEDU sang hệ thống LMS để giáo viên cũng như là học sinh có thể tham gia được cái LMS bằng tài khoản VNEDU. Cái chức năng của quản trị hệ thống nữa là về phần tổ chức đào tạo, thì quản trị hệ thống sẽ tạo các cái khóa học chúng cho có thể tạo các khóa học chúng cho các giáo viên trong nhà trường, không là giáo viên chỉ là dõi vào để dạy nữa thôi, mà cũng như là up tài liệu nữa thôi. Đây là cái chức năng của cái phần quản trị hệ thống. Thì ở trong phần quản trị hệ thống thì các thầy cô có thể đưa được cái số điện thoại liên hệ của các thầy cô lên khi mà cần giải đáp thắc mắc, học sinh cần giải đáp thắc mắc về lỗi đăng nhập hệ thống chẳng hạn. Hoặc là ở cái chỗ này, phần logo text này chính là cái thông tin của nhà trường, email là email của nhà trường, logo là mình có thể để được cái hình ảnh của nhà trường lên cũng như là hit banner. Thì cái này những cái thuật ngữ này thì hôm nay là chủ yếu là quản trị hệ thống dõi vào cái buổi này, thì em nghĩ là với những cái từ ngữ như này thì chắc là các thầy cô không quá khó khăn để các thầy cô tiếp cận ở cái phần này. Các bước thực hiện quản trị hệ thống để đồng bộ được thông tin từ VNEDU sáng LMS thì các thao tác đấy thì các thầy cô sẽ sử dụng ở trên, các thầy cô sẽ đăng nhập ở trên LMS và đồng bộ hóa từ VNEDU sáng LMS về danh sách giáo viên, danh sách học sinh, phân công chuyên môn. Đây là đối với những cái trường hợp mà nhà trường đã sử dụng hệ thống VNEDU của VNPT. Còn đối với những trường chưa sử dụng hệ thống VNEDU của VNPT thì kính nhờ quản trị nhà trường sẽ vào trang OS, tức là trang của Bộ Giáo dục Đào tạo, sẽ xuất các cái file đấy và gửi xuất file về danh sách giáo viên cũng như là danh sách học sinh đến hệ thống OS gửi cho VNPT. Thì ví dụ ở địa bàn Tân Kỳ hoặc là
Anh Sơn chẳng hạn, thì mọi người sẽ gửi cho VNPT ở tại địa bàn đấy, hoặc là mọi người sẽ gửi trực tiếp lên cho bọn em. Thì lát nữa em sẽ cung cấp cái email của em để các thầy cô nếu như mà liên hệ với các nhân viên của VNPT tại địa bàn đấy, họ chưa đáp ứng được các thầy cô, thì các thầy cô có thể gửi email cho em được. Thì cái cách thức mà thực hiện đồng bộ ấy, thì mọi người sẽ đồng bộ lần lượt theo các cái thông tin là từ trên xuống dưới. Ví dụ đồng bộ thông tin đơn vị thì mọi người thực hiện ở đây, đồng bộ thông tin lớp học theo đơn vị, đồng bộ thông tin giáo viên cũng như là thông tin học sinh và phân công giảng dạy theo đơn vị, thì mọi người sẽ có cái nút thực hiện đấy. Trong cái quá trình thực hiện thì lát nữa chị Giang sẽ demo cái phần này. Tất cả các cái thao tác nó đều rất là đơn giản. Các thầy cô khi mà mở hệ thống thì các thầy cô thao tác thì các thầy cô thấy nó rất là đơn giản. Ở phần đồng bộ này chỉ có tích thôi, tích và next thôi là xong thôi. Ngoài ra thì làm sao mà mình cung cấp được cái tài khoản của học sinh sau khi đồng bộ VNEDU ấy, thì đối với hệ thống của LMS thì sẽ sử dụng tài khoản và mật khẩu khởi tạo ở trên VNEDU. Thì quản trị nhà trường thì sẽ vào mục là Start, ở dưới này thì có mục Start và quản trị nhà trường, quản lý học sinh và tài khoản học sinh. Thì đối với học sinh thì sẽ sử dụng tên đăng nhập chính là cái mã số của học sinh luôn, và mật khẩu khởi tạo là mật khẩu khởi tạo của quản trị nhà trường khi mà khởi tạo cho học sinh. Thì quản trị nhà trường thì chỉ cần vào từng lớp và cấp tài khoản tự động thì tất cả các em học sinh này sẽ có được cái tài khoản, và các thầy cô sẽ xuất cái thống kê báo cáo thì sẽ có được về danh sách học sinh cũng như là tài khoản và mật khẩu để gửi cho học sinh đăng nhập vào hệ thống ạ. Đối với quản trị hệ thống thì còn có một cái vai trò rất là quan trọng, đó là cái vai trò là phân quản trị cho người dùng. Thì hệ thống thì bọn em thì phân cấp các cái quyền cái thư mục theo của quản trị ở đây. Quyền cao nhất là cái phần gốc này, thì quản trị hệ thống chính là người có quyền cao nhất. Còn đối với các giáo viên thì sẽ là có vào phần là tổ chức đào tạo, phân quyền ở trong mục tổ chức đào tạo. Còn có thể là cũng là có thể phân quyền để chỉ người dùng đấy xem được báo cáo thôi, hoặc là quản lý helpdesk thôi. Các bước quản trị hệ thống thì như năm nay thì bọn em đã bổ sung thêm cái gọi là cái tạo phòng học ảo, quản lý phòng học ảo và đặt lịch phòng học ảo. Cái này là cái cải tiến hướng so với những năm trước. Cái này thì học sinh và giáo viên chỉ cần theo lịch phân công giảng dạy cũng như là thời khóa biểu học sinh để click vào là có thể học được luôn. Thì cái phần phòng học ảo này là nữa thì Linh Giang của bên VNPT sẽ đưa một kỹ hơn cho thầy cô cái phần tạo phòng học ảo này. Ngoài những cái mà tổ chức học tải tài liệu cũng như là tổ chức học online, thì quản trị nhà trường cũng như là các thầy cô giáo có thể tổ chức được các cái kỳ thi toàn trường. Thì để tổ chức được các kỳ thi thì ta sẽ phải lần lượt để các cái danh mục câu hỏi cũng như là các cái bộ ngân hàng câu hỏi và bộ ngân hàng đề thi, sau đấy là tạo tổ chức kỳ thi. Trong này thì có các cái khối môn trong phần cài đặt hệ thống. Ví dụ ở đây là các cái môn học là nó nằm ở bên này để em xem. Các cái môn học của chương trình thì nó sẽ nằm ở môn này. Thì khi mà các thầy cô tích, hình như là hình lên hơi chậm một tí ạ. Khi mà các thầy cô tích ở bên này màu xanh xanh này, tức là cái môn toán này đã được áp dụng cho có khối 10, khối 11 và khối 12. Còn đối với những cái trường hợp mà không tích ở đấy ạ, các thầy cô có thể thấy không tích ở đấy, thì cái môn tin học này là không có trong khóa học của khối 10, khối 11, khối 12 để cho giáo viên có thể tạo được. Đấy là cả cái danh sách khóa học mà quản trị của nhà trường sẽ thấy hết của nhà trường. Còn đối với cả các cái giáo viên, đối với các giáo viên mà ví dụ giáo viên chỉ dạy toán không thì chỉ thấy được cái khóa học ở của cái lớp toán thôi. Nhà mình cũng không thấy được cái khóa học của các người khác đó. Quản trị nhà trường là có quyền cao nhất thì sẽ thấy được hết và sẽ xuất được cái xem được chi tiết tất cả các cái khóa học về thống kê chung về khóa học cũng như là thống kê về thi.
Thì phần báo cáo này thì lát nữa em sẽ show cho các thầy cô xem là các thầy cô có thể xuất được các cái báo cáo này ra. Đây, mọi người sẽ xem được cái phần chi tiết về khóa học, xem là học sinh nào tiến trình học như nào và đã học hay chưa. Để con nhắc nhở giáo viên chủ nhiệm và nhắc nhở học sinh. Đây là cái quản phần xem báo cáo chung của nhà trường, của quản trị cũng như là của nhà trường. Thì trong cái phần báo cáo thì hiện nay bọn em có các cái báo cáo về phần danh sách người dùng, báo cáo chi tiết về học viên, tức là biết được học viên tham gia các cái khóa học nào, lớp học nào, báo cáo chi tiết về khóa học, báo cáo thống kê chi tiết về học liệu trong khóa học và cũng như là cái thống kê kết quả của cái cuộc thi độc lập. Thì hiện nay báo cáo thì đang chỉ là có những cái định dạng này. Thì tuy nhiên thì về phần báo cáo này thì VNPT cũng có thể bổ sung được thêm các cái loại báo cáo với cái hình thức mà nhà trường mong muốn cũng như là sở giáo dục đào tạo và phòng giáo dục đào tạo yêu cầu. Đây là về phần biểu đồ thống kê báo cáo, nó đi theo hình rẻ quạt và phần trăm này thì quản trị nhà trường cũng như là người cầm quản trị hệ thống của nhà trường cũng như là hiệu trưởng, hiệu phó hoặc là sở giáo dục phòng giáo dục có thể thấy được một cách rất là trực quan với cái phần báo cáo này. Đấy, khi mà xuất báo cáo chi tiết với học viên thì sẽ biết được là học viên này tham gia các cái học liệu nào cũng như là các cái khóa học nào. Đấy, còn đây là màn hình chung của báo cáo về khóa học. Em xin phép kết thúc cái slide ở đây và bây giờ xin phép mời chị Giang đại diện cho VNPT. Đại diện cho VNPT sẽ là trình bày về đến các thầy cô phần demo hệ thống ạ. Em mời chị Linh Giang ạ. Kính thưa các thầy cô, thì lúc nãy thì thầy bạn Phú ở VNPT cũng đã trao đổi một số các cái nội dung có tính chất tổng quan nhất về hệ thống. Thì tiếp theo thì sẽ là phần demo từng vai trò, từng cái nhiệm vụ từ khâu đầu đến khâu cuối của một quản trị viên ở nhà trường. Trong quá trình trao đổi thì các thầy cô có thể gửi các thông tin cần làm rõ thêm ở trên nhóm chat ở ô Q&A. Sau phần trao đổi của bạn Giang thì em cũng xin nhờ thầy Phan Chí Hiếu của trường đại diện trường Lê Viết Thuật sẽ trao đổi cách làm của trường Lê Viết Thuật với mọi người. Mời đồng chí Giang. Em xin kính chào tất cả các thầy cô tham gia buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Vừa rồi thì bạn Phú đã giới thiệu tổng quát về hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning. Thì sau đây thì em sẽ demo các chức năng và các chức năng của hệ thống để các thầy cô hiểu rõ hơn về hệ thống ạ. Em xin chia sẻ màn hình ạ. Đây là giao diện của tài khoản quản trị hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning. Thì buổi hôm nay thì em sẽ demo cho hai cái trường hợp. Thứ nhất đó là các trường đã sử dụng hệ thống quản lý nhà trường VNEDU, và trường hợp thứ hai đó là các trường chưa sử dụng hệ thống VNEDU. Đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn các trường đã sử dụng hệ thống VNEDU ạ. Đầu tiên của quản trị chức năng đầu tiên của quản trị hệ thống như trong slide đồng chí Phú vừa mới giới thiệu thì đó là phần cấu hình cài đặt hệ thống. Thì cài đặt hệ thống thì gồm có các cái chức năng đầu tiên đó là cấu hình các cái tham số. Cấu hình các cái tham số này nhằm mục đích chi ạ? Đó là cấu hình các cái thông tin hiển thị trên trang hệ thống học và thi trực tuyến của nhà trường, gồm có các cái thông tin về giới thiệu về nhà trường, thông tin về địa chỉ trên bản đồ, thông tin về địa chỉ của nhà trường, thông tin về email, địa chỉ Facebook cũng như là địa chỉ Google Maps, các cái hình ảnh header banner, các cái logo của trường.
cũng như là các cái logo tech, slogan và điện thoại của nhà trường. Thì cái phần này các thầy cô sẽ thực hiện thêm mới cấu hình và thực hiện nhập các cái mã này như trên cái slide em đã để mặc định như thế này. Nếu như mà số điện thoại thì thầy cô sẽ nhập theo mã là số điện thoại thứ nhất và giá trị là số điện thoại của nhà trường, chọn kiểu dữ liệu là kiểu string, rồi logo tech của trường thì là thầy cô sẽ nhập mã là logo tech. Như thông tin cấu hình em đã đưa lên trên site của nhà trường đấy ạ. Đây, ví dụ nhà trường lên logo tech thì các thầy cô sẽ nhập kiểu chuỗi, nhập từ khóa là logo tech, nhập trạng thái là hoạt động và nhập cái giá trị của logo tech của nhà trường. Tương tự thì các cái thông tin khác cũng tương tự ạ. Cái phần này thì là em giới thiệu quá đúng không ạ? Các thầy cô có nhìn thấy hình ảnh không ạ? Thế để em chia sẻ lại ạ. Có một số thầy cô thì thầy bảo là thấy rõ và một số thầy cô thì không thấy. Em nhờ các thầy cô kiểm tra lại và thông tin trên nhóm chat đi ạ. Về phía bên máy bọn em thấy rõ ạ. Giang bắt đầu tiếp đi. Dạ. Cái phần cấu hình các cái tham số hệ thống thì em có giới thiệu qua, thì các thầy cô trong quá trình thực hành thì có thể sử dụng slide để xem hướng dẫn ạ. Vì trong slide em đã ghi rất rõ các cái thông số rồi ạ. Và thứ hai nữa, chức năng thứ hai của người quản trị hệ thống đó là đồng bộ dữ liệu VNEDU. Đối với trường mà đã sử dụng hệ thống quản lý nhà trường thì các cái dữ liệu ban đầu khởi tạo hệ thống thì trường không phải cấu hình, không phải khởi tạo mà chỉ cần đồng bộ từ hệ thống VNEDU sang, đó là các cái thông tin về trường, thông tin về các lớp học, thông tin về các giáo viên, thông tin về học sinh và thông tin về việc phân công giảng dạy của nhà trường. Các thầy cô sẽ thực hiện đồng bộ các cái thông tin ạ. Thứ nhất là đồng bộ thông tin của đơn vị thì các thầy cô sẽ chọn trường mình và thực hiện tìm kiếm. Đầu tiên là đồng bộ thông tin của đơn vị thì thầy cô sẽ thực hiện tìm kiếm thông tin của đơn vị và chọn các cái thông tin cần đồng bộ và thực hiện nút đồng bộ ạ. Thứ hai đó là đồng bộ thông tin về các lớp học của năm học mới thì thầy cô sẽ tích vào nút thực hiện, chọn năm học cần đồng bộ ạ. Năm nay sẽ là năm 2021, ví dụ năm 2021-22, và thực hiện tìm kiếm ạ. Thì các thầy cô sẽ thấy cái trạng thái đã đồng bộ là tích vế màu xanh, còn trạng thái chưa đồng bộ thì là nút dấu tròn màu đỏ. Thì thầy cô có thể đồng bộ lại toàn bộ các cái khối của năm học, hoặc là đồng bộ cái khối mà chưa đồng bộ. Thì có hai cách các thầy cô thực hiện đồng bộ. Thì hệ thống sẽ báo là thêm một lớp và cập nhật 7 lớp lỗi không. Như vậy là thầy cô đã đồng bộ được tất cả các lớp học của năm học 2021, năm 2022. Chức năng thứ ba đó là đồng bộ các thông tin của giáo viên. Thì các thầy cô cũng làm tương tự.
Đáng ơi, xin lỗi ngắt lời, em nói chậm lại hơn đi, vì cả thầy cô cùng chat đó theo hướng cũng hơi nhanh, nói chậm lại một tí tư tốn đó. Dạ dạ. Em xin nói lại ạ. Sau khi đồng bộ các lớp học thì thầy cô sẽ thực hiện đồng bộ các cái giáo viên bằng cách tích vào nút thực hiện ạ. Thầy cô sẽ chọn cái năm học mà thầy cô cần đồng bộ ạ. Ví dụ hiện tại thì các thầy cô chưa kể chuyển dữ liệu trên VNEDU thì có thể sử dụng dữ liệu năm 2021, năm 2022 thì thầy cô sẽ tích vào khi tìm kiếm và sẽ ra các cái thông tin của giáo viên trong trường của năm 2021-22 và thầy cô sẽ tích vào đủ tất cả hoặc là tìm các cái tài khoản mà chưa đồng bộ để thực hiện tích chọn. Và sau đó thầy cô sẽ nhấn vào nút đồng bộ. Thì ở đây hệ thống báo thêm không, nghĩa là cả tài khoản đã được đồng bộ hết cả rồi. Còn cập nhật 19 thì tất cả các tài khoản này sẽ được cập nhật lên hệ thống. Và lỗi không. Và thông báo là chưa có tài khoản trên Edu là không. Nghĩa là đồng bộ tất cả các tài khoản Edu sang hệ thống LMS. Và thầy cô tích vào đồng ý ạ. Thì như vậy thì tất cả các giáo viên đã có trên hệ thống VNEDU sẽ được đồng bộ sang hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning, bao gồm thông tin tên, họ tên, tài khoản của Edu của giáo viên, email, thông tin hành chính của giáo viên và ngoài ra thì thông tin mật khẩu của giáo viên. Tiếp theo thì thầy cô sẽ thực hiện đồng bộ các thông tin học sinh bằng cách tích chọn vào nút thực hiện. Thầy cô sẽ chọn năm học để thực hiện việc đồng bộ. Có thể chọn không chọn khối học hoặc là chọn từng khối học để thực hiện việc đồng bộ. Hoặc là các thầy cô có thể chọn đồng bộ một lớp bất kỳ, hoặc là nếu như đồng bộ tất cả thì sẽ không chọn lớp nào và thầy cô sẽ thực hiện tìm kiếm và kết quả sẽ cho ra toàn bộ các cái danh sách gồm các cái thông tin học sinh như họ tên, địa chỉ, khối lớp, ngày sinh, điện thoại, giới tính và trạng thái đã đồng bộ lên hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning hay chưa. Trường hợp mà chưa đã đồng bộ thì sẽ có nút check ve xanh. Còn trường hợp chưa đồng bộ thì sẽ có nút đỏ như thế này. Đây ạ, trạng thái đã đồng bộ đấy ạ. Đây ạ. Thì đấy là những tài khoản mà học sinh mà chưa được đồng bộ lên hệ thống học và thi trực tuyến. Và trạng thái có tài khoản trên VNEDU hay chưa? Thì để thực hiện đồng bộ toàn bộ danh sách học sinh thì thầy cô có thể chọn tất cả ở trên này nút biểu tượng ô vuông ở phía trên cùng. Hoặc thầy cô có thể chọn từng các học sinh chưa được đồng bộ. Và thực hiện việc đồng bộ. Hệ thống sẽ báo thêm 4 học sinh, cập nhật không, lỗi không, chưa có tài khoản trên VNEDU không. Nghĩa là chúng ta vừa đồng bộ 4 học sinh từ hệ thống VNEDU sang hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning. Còn cập nhật không là vì không có trường hợp nào đã đồng bộ trước đó nên là cập nhật sẽ là không. Và lỗi xảy ra là không. Và chưa có trường, không có trường hợp nào chưa có. Chưa có tài khoản trên VNEDU không, nghĩa là chưa có không có học sinh nào chưa có tài khoản trên VNEDU. Và cái việc đồng bộ này không chỉ đồng bộ tài khoản của học sinh mà đồng bộ ngầm cả mật khẩu của học sinh. Các thầy cô sẽ không thấy mật khẩu của giáo viên. Các thầy cô sẽ không thấy mật khẩu của giáo viên và học sinh vì vì hệ thống liên quan đến vấn đề bảo mật nên hệ thống không sâu ra các cái thông tin về mật khẩu của giáo viên và học sinh ở trên hệ thống. Tuy nhiên thì
Thì như vừa rồi thì hệ thống đã đồng bộ cả mật khẩu của học sinh từ phần mềm VNEDU sang hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning. Sau khi đồng bộ thông tin học sinh thì các thầy cô sẽ thực hiện đồng bộ phân công giảng dạy của trường bằng cách tích vào để thực hiện. Chọn năm học cần thực hiện đồng bộ và tích vào nút tìm kiếm thì hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách các cái phân công giảng dạy của trường, trong đó có những phân công giảng dạy đã được đồng bộ và có những trường hợp chưa đồng bộ lên hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning. Trường hợp chưa đồng bộ thì các thầy cô đã thấy là biểu tượng màu đỏ dấu nhấn đây ạ. Còn trường hợp đã đồng bộ thì sẽ là biểu tượng dấu V màu xanh đây ạ. Thì như vậy thì các thầy cô có thể tích chọn tất cả để đồng bộ lại, hoặc là chọn những trường hợp mà chưa đồng bộ để thực hiện đồng bộ lên hệ thống. Và sau đó các thầy cô sẽ tích vào nút đồng bộ ạ. Và hệ thống sẽ báo thêm 2 phân công giảng dạy lỗi không. Và có lưu ý là trước khi đồng bộ phân công giảng dạy thì quản trị hệ thống cần đồng bộ lớp học và giáo viên trước khi đồng bộ phân công giảng dạy ạ. Như vậy thì phân công giảng dạy của nhà trường từ phần mềm quản lý nhà trường VNEDU đã được đồng bộ lên hệ thống học và thi trực tuyến VNPT e-learning ạ. Sau khi đồng bộ thì các thầy cô sẽ thấy trạng thái đã đồng bộ ở đây sẽ chuyển sang dấu V màu xanh, nghĩa là đã đồng bộ ạ. Cái phần này các thầy cô đã rõ chưa ạ? Có cần phải nói lại không ạ? Các thầy cô có cần phải nói lại phần đồng bộ này không ạ? Vâng ạ. Thế thì em sẽ tiếp tục phần 6 ạ. Chắc là em làm lại một khâu thôi, có nghĩa ví dụ như là có 5 cái phần đồng bộ thì mình cứ làm một bước, làm lại một bước thôi, còn lại thì các thầy cô sẽ hình dung các bước tiếp theo. Không giảm tí, từ vì là số lượng số người học thì cũng có người thì rất thành thạo rồi, có người thì cũng chưa thật sự quen, cho nên bọn em sẽ làm kỹ một tí để những người chưa quen sẽ làm được tốt ạ. Em thấy phản hồi của các thầy cô là đã biết rồi ạ. Nên là em sẽ sẽ demo chức năng tiếp theo nhé. Theo như slide thì chúng ta đã thực hiện phần đồng bộ rồi đúng không ạ? Đến phần tiếp theo đó là phần quản trị phân công chức năng người dùng ạ. Cái chức năng quản trị người dùng này là dành cho trường hợp là các trường chưa sử dụng VNEDU nhưng mà cần gấp, nên là sẽ thực hiện tạo người dùng ở trên này. Thì em chỉ nói giới thiệu qua cho thầy cô thôi, còn vì hầu hết các trường đã sử dụng VNEDU. Ngoài ra thì cái chức năng này dành cho những trường, một số trường em thấy là các trường sẽ không sử dụng tài khoản VNEDU của giáo viên để đăng nhập vào hệ thống, mà mỗi lớp sẽ tạo một cái tài khoản học và thi trực tuyến của lớp. Thì các thầy cô có thể sử dụng chức năng này để tạo tài khoản, vì không thể tạo cái tài khoản ngoài các cái tài khoản đồng bộ sang VNEDU. Đây là chức năng mà tạo các cái danh sách người dùng
ngoài những cái danh sách mà đã đồng bộ từ hệ thống VnEdu sáng ạ, thì em chỉ giới thiệu qua thôi ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các thầy cô, em sẽ làm theo slide nhé. Là quản trị người dùng thì sẽ có chức năng là xuất các cái tài khoản của học sinh sau khi đồng bộ từ phần mềm VnEdu sang phần mềm học và thi trực tuyến ạ. Thì thầy cô sẽ vào hệ thống VnEdu ạ. Thầy cô vào start. Quản lý học sinh, quản lý nhà trường, rồi đến quản lý học sinh, tài khoản học sinh. Cái chức năng này thì hai tài khoản có thể thực hiện, đó là quản trị nhà trường và giáo viên chủ nhiệm. Em đã xem màn hình VnEdu rồi ạ. Các thầy cô có thấy không ạ? Chưa thấy gì ạ. Chị xem lại. Chưa. Các thầy cô thấy chưa ạ? Rồi ạ. Cái chức năng mà xuất tài khoản học sinh ra thì có hai đối tượng có thể xuất ra, đó là quản trị nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm. Thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các giáo viên chủ nhiệm hoặc là chủ động xuất cái danh sách này ra bằng cách vào Start, quản lý nhà trường, quản lý học sinh và chức năng tài khoản học sinh. Ở chức năng này thì hỗ trợ xuất các tài khoản phụ huynh hoặc tài khoản học sinh. Thường thường thì chúng ta sẽ xuất tài khoản học sinh. Thì các thầy cô sẽ sử dụng chức năng xuất Excel để xuất danh sách tài khoản học sinh ra. Trường hợp mà học sinh quên mật khẩu thì thầy cô sẽ thực hiện vào chức năng reset mật khẩu cho học sinh. Hoặc trường nào có sử dụng số liên lạc điện tử thì các thầy cô sẽ sử dụng cái tiện ích gửi tài khoản cho học phụ huynh. Thì ngay lập tức các cái phụ huynh sẽ nhận được tài khoản và mật khẩu của học sinh, của con em mình trên qua hình thức là tin nhắn VnEdu gửi đến điện thoại của học sinh ạ. Và đây là chức năng xuất xuất tài khoản học sinh ra. Cái chức năng này các thầy cô đã hiểu rõ chưa ạ? Có cần em nói lại không ạ? Rồi ạ. Đây là em giới thiệu cái trường hợp một là các trường đã sử dụng hệ thống quản lý VnEdu các thầy cô nhé. Còn trường các trường mà chưa sử dụng hệ thống quản lý nhà trường VnEdu thì lát nữa em sẽ hướng dẫn các thầy cô làm như thế nào để có dữ liệu trên VnEdu nhanh nhất và đơn giản nhất ạ. Dạ, em xin được tiếp tục chức năng khác ạ. Các thầy cô thấy giáo diện phần mềm học và thi trực tuyến chưa ạ? Chưa gì ạ. Rồi. Chức năng tiếp theo em muốn giới thiệu đến các thầy cô, đó là chức năng phân vai trò quản trị đấy ạ. Phân vai trò quản trị này là chức năng mà phân quyền cho các giáo viên trong trường có quyền đồng quản trị cùng tài khoản quản trị, hoặc là phân quyền cho giáo viên có vai trò giảng dạy, đào tạo. Thì các thầy cô sẽ vào chức năng cài đặt hệ thống phân vai trò quản trị ạ.
và thầy cô sẽ thực hiện đối với tay sẽ thực hiện tìm kiếm mơ cao và tích chọn các cái chức năng ở bên trái để thực hiện phân quyền cho người dùng. Đây thầy cô sẽ thực hiện tìm kiếm tài khoản. Và lựa chọn cái cấp quyền, lựa chọn cái quyền, ví dụ như là phân cho giáo viên có quyền giảng dạy thì là nhóm quyền sẽ là tổ chức đào tạo thì sẽ có tất cả các quyền có ở phía dưới. Và thực hiện thêm người dùng. Thầy cô sẽ đánh tài khoản của người dùng để tìm kiếm. Sau đó nhấn nút lưu lại. Thì như vậy tài khoản Giang NT2 này sẽ được phân quyền là giáo viên giảng dạy ở trong trường. Cái chức năng phân quyền này các thầy cô đã rõ chưa ạ? Làm lại ạ, dạ. Để phân quyền cho các tài khoản trong nhà trường có các cái chức năng về giảng dạy hoặc là các chức năng về quản trị hệ thống thì các thầy cô sẽ vào cài đặt hệ thống phân vai trò quản trị ạ. Các thầy cô không nhìn thấy màn hình ạ. Cái chức năng phân vai trò quản trị này là mình phân quyền cho giáo viên có quyền dạy hay là quyền quản trị nhà trường chứ không phải là phân công giảng dạy đâu ạ. Phân công giảng dạy thì các thầy cô sẽ đồng bộ từ phần mềm từ cái bảng phân công giảng dạy bên phần mềm quản lý nhà trường VNEDU sang như lúc này em hướng dẫn đó ạ. Sau khi chọn chức năng phân vai trò quản trị thì thầy cô sẽ chọn các cái chức năng mà mình sẽ thực hiện phân quyền cho tài khoản người dùng. Ví dụ như em phân quyền tổ chức đào tạo thì giáo viên sẽ có các quyền sau, đó là quản lý kho tài liệu, quản lý khóa học, quản lý ngân hàng câu hỏi, quản lý cuộc thi, xem báo cáo, quản lý kho học liệu ạ. Thì sau khi tích chọn vào cái hình cây bên trái ạ và quyền tương ứng ạ. Một số thầy cô đang ở màn hình tài khoản học sinh ạ. Em share lại màn hình nha thầy. Để em thực hiện share lại màn hình ạ. Các thầy cô thấy rõ chưa ạ? Cô Hương là thấy chưa ạ? Rồi ạ. Em xin nói tiếp ạ. Các thầy cô khi mà muốn phân quyền cho một giáo viên có quyền giảng dạy hay là có quyền quản trị hay là có quyền chỉ xem báo cáo thôi thì các thầy cô sẽ vào cài đặt hệ thống phân vai trò quản trị ạ. Và như vậy thì bên phía bên trái này là hiển thị một cái thư mục gồm các vai trò của giáo viên trong trường. Thì ứng với mỗi vai trò thì có rất nhiều chức năng khác nhau. Ví dụ như quản trị báo cáo cấp sở thì có các chức năng khác nhau. Rồi quản trị cấp đơn vị thì sẽ có tất cả các cái chức năng của đơn vị, của hệ thống. Và chức năng con nó là tổ chức đào tạo thì các quyền mà chỉ có tổ chức đào tạo thì là giáo viên, các giáo viên được phân quyền sẽ chỉ có quyền là thực hiện giảng dạy thôi ạ. Em sẽ thử phân quyền tổ chức đào tạo thì các thầy cô sẽ chọn thư mục là tổ chức đào tạo đấy ạ. Và thực hiện thêm người dùng hoặc các thầy cô chỉ phân quyền cho giáo viên là quản lý khóa học thôi, không cho tạo các cuộc thi, không cho quản lý kho học liệu thì các thầy cô sẽ thực hiện tích vào quản lý khóa học và thầy cô sẽ tích thêm người dùng. Ở đây thì các thầy cô sẽ tìm kiếm, các thầy cô chỉ cần đánh cái chữ cái đầu tiên của tài khoản thì hệ thống sẽ hiện thì tất cả các tên giáo viên để thầy cô chọn. Ở đây thì thầy cô có thể phân cho nhiều giáo viên cùng một lúc.
và thực hiện lưu lại bằng cách tích vào nút lưu. Và như vậy thì các giáo viên vừa được phân quyền quản lý khóa học thì chỉ có chức năng là quản lý khóa học trên hệ thống. Chức năng phân quyền em vừa giới thiệu các thầy cô đã hiểu chưa ạ? Có cần giới thiệu lại không ạ? À rồi ạ. Rồi, chức năng tiếp theo của người quản trị về khóa học đó chính là chức năng danh mục khóa học. Đấy ạ, muốn các thầy cô đăng trường tạo một cái khóa học ấy thì đầu tiên người quản trị hệ thống sẽ tạo một cái danh mục khóa học, để nó chính là danh mục cha để quản lý tất cả các khóa học trong trường. Bình thường thì các thầy cô sẽ trong trường sẽ bàn bạc với nhau để làm như thế nào để tạo một cái danh mục giúp nhà trường cũng như thầy cô giáo tạm quản lý một cách khoa học nhất, dễ tìm kiếm nhất. Nhưng mà thì em thấy một số trường thực hiện rất là khoa học bằng cách là đối với danh mục khoa học này thì các trường chỉ tạo định nghĩa nó như là các khối trong trường. Ví dụ trường cấp 2 thì sẽ tạo các danh mục khóa học là khối 6, 7, 8, 9. Ví dụ như em tạo khối 6 nhá. Và chọn cái trường của mình. Mô tả là nhập mô tả hoặc là không nhập. Và tích vào tạo mới. Thì như vậy thì một cái khối 6 của trường sẽ được tạo đến hệ thống. Và các thầy cô ở khối 6 khi tạo một khóa học thì sẽ chọn khối 6 là khối cha để quản lý các cái khóa học của các thầy cô ở khối 6 thôi. Và như vậy thì các thầy cô sẽ quản lý rất là khóa học và dễ tìm kiếm, dễ thống kê báo cáo ạ. Như vậy thì sau khi tạo khóa học là khối 6 thì giáo viên sẽ chủ động thêm các cái khóa học của mình. Thì ở đây các thầy cô sẽ thấy là em đã thêm khối 6 đây. Ở đây thì danh mục cha mình sẽ chọn là khối 6. Và các trường sẽ nhập các giáo viên của khối 6. Thì mỗi giáo viên của từng khối sẽ định nghĩa một khối như là một lớp mình như là và một khóa học như là một lớp. Ví dụ như là em tạo một cái lớp học trực tuyến 6A chẳng hạn. Ở khối 6, môn học thì có thể định nghĩa là môn học của cô giáo chủ nhiệm. Chọn cái cấp đơn vị và mô tả khóa học. Như vậy thì quản trị nhà trường sẽ tạo các cái danh mục khóa học chính là các cái khối trực thuộc trường của mình quản lý, và giáo viên sẽ định nghĩa một khóa học chính là một lớp của mình. Các thầy cô chỗ này các thầy cô hiểu chưa ạ? Làm chậm lại chưa? Em sẽ làm lại cái chỗ danh mục khóa học thôi nha. Để các thầy cô có thể tạo tất cả các khóa học ở trong trường thì nhiệm vụ đầu tiên của người quản trị sau khi đồng bộ được dữ liệu giáo viên, học sinh, phân công giảng dạy, rồi phân quyền cho tài khoản giáo viên, thì việc thứ hai đó là quản trị hệ thống sẽ cấu hình các cái danh mục khóa học ở chức năng quản trị khóa học, danh mục khóa học ạ. Thực ra cái danh mục khóa học này thì các thầy cô có thể tạo sẽ có các cái cách tạo khác nhau, nhưng mà em thấy một số trường đang tạo cái danh mục khóa học này định nghĩa nó là một khối
một cái khối học ạ. Một cái khối học thì em sẽ định nghĩa, ví dụ như là em sẽ định nghĩa khối 9, khối 7 chẳng hạn. Và chọn cấp đơn vị là trường của mình và thực hiện tạo mới. Thì như vậy khối 7 sẽ thực hiện, sẽ có trên hệ thống. Và giáo viên khi đó sẽ thực hiện tạo các cái khóa học trực thuộc khối 7. Các thầy cô hiểu chỗ này chưa? Danh mục khóa học chính là danh mục trá của các cái khóa học ạ. Và em đang định nghĩa là các khối là trá của các lớp. Trong các khối thì sẽ có các lớp ạ. Các thầy cô hiểu chưa ạ? Thì các thầy cô muốn giáo viên vào lớp dạy thì phải định nghĩa khối trước đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Dạ. Đúng rồi, quản trị sẽ chỉ cần tạo khóa học thôi ạ. Và khi đó khi có khóa học rồi, giáo viên sẽ vào danh sách khóa học để tạo các cái khóa học trong khối của trong các khối mà quản trị đã tạo ra. Thì ở đây các trường, có một số trường đã làm là sẽ định nghĩa một lớp học là một lớp cố định ở trên hệ thống luôn, chứ không tạo nhiều khóa học thì sẽ khó quản lý. Thì em đang hướng một cái cách làm mà một số trường đang làm thôi ạ. Còn lựa chọn như thế nào thì các thầy cô sẽ thống nhất với nhau để thực hiện ạ. Và như vậy ví dụ em là vừa tạo khối 7 xong thì em sẽ tạo là lớp học trực tuyến khối 7 chẳng hạn, lớp học trực tuyến 7A chẳng hạn. Đấy là công việc của giáo viên đúng không ạ? Chọn khối 7 ạ. Chọn cái môn học mà cô giáo chủ nhiệm ạ. Danh mục chúng này thì mình sẽ chọn là khối 7 đúng không các thầy cô? Vì là mình đang tạo cái lớp học trực tuyến khối trực tuyến 7A đúng không ạ? Và trạng thái là đang hoạt động ạ. Thầy cô chạy chọn cái ngày bắt đầu ngày khóa học này, khi mình đã tạo một cái lớp học là cố định rồi thì là ngày bắt đầu khóa học sẽ là từ từ đầu kỳ đến ngày kết thúc là cuối kỳ chẳng hạn. Và thầy cô sẽ lưu lại ạ. Thì như vậy thì sẽ có một cái lớp học trực tuyến 7A là xuất hiện trên hệ thống. Thầy cô cần em hướng dẫn cái phần tạo lớp học này không ạ? Hay là để cho giáo viên chủ nhiệm giáo viên làm thôi ạ? À, rồi ạ, sau khi tạo một cái lớp ạ, thì sau khi em tạo lớp học trực tuyến 7A thì sẽ có các cái mục đề cương này, phòng học ảo này, giáo viên này, học viên này, tài liệu này, thống kê báo cáo xuất hiện. Thì để hình thành một lớp, đầu tiên là các thầy cô sẽ đưa học viên vào, đúng không ạ? Học viên của lớp đó vào. Thầy cô sẽ chọn trường này, chọn khối này, chọn lớp này. Ở đây chỉ còn lớp 6A thôi. Các thầy cô sẽ chọn học viên và thực hiện thêm tài khoản. Con lớp. Chị Giang ơi. Ơi. Chỗ này chị thêm vào cái chức năng cái gì, bấm vào chức năng thêm theo danh sách nội dung cái gì? Thêm từ danh sách nội dung ấy. Đây ở đây thì nếu như thêm từ danh sách nội dung thì là các thầy cô sẽ chọn khối, chọn lớp. Và chọn tài khoản là học sinh. Đây sẽ xuất hiện hai cái tài khoản học sinh và thầy cô sẽ tích chọn các cái học sinh của trong lớp 7A và tích vào nút lưu. Thì như vậy là các học sinh của 7A sẽ được thêm vào cái lớp học trực tuyến 7A.
Chỗ này các thầy cô hiểu chưa ạ? Có cần nói lại phần này không ạ? Rồi ạ. Sau khi thêm học sinh, học viên vào thì giáo viên sẽ thêm các cái giáo viên bộ môn vào dạy lớp 7A. Đúng ạ. Thì thầy cô sẽ tích vào mục giáo viên đấy ạ. Có thầy hỏi là cô hướng dẫn chức năng tự động duyệt khi học sinh đăng ký. Thì nếu như mà thầy cô không muốn cố định học sinh mà muốn học sinh đăng ký và tự động duyệt thì ở mục cấu hình thầy cô sẽ để chế độ là tự động duyệt ạ. Và cái chế độ đăng ký tự do là có ạ. Thì như vậy thì học sinh nào đăng ký vào lớp thì mặc định là sẽ được vào lớp học này. Còn nếu như thầy cô mà không muốn để chế độ mặc định cho học sinh đăng ký thì thầy cô sẽ là tích vào không, không đăng ký tự do, thì là sẽ học sinh sẽ không được đăng ký tự do. Còn theo em thì nên cố định, vì là lớp của ta, nếu như ta đã cố định một cái lớp học ở trên hệ thống thì cũng giống như là lớp thực tế thôi ạ. Thì mình sẽ có cố định học sinh ở trong lớp rồi. Được chưa ạ? Phần này được chưa ạ? Em nói sang phần giáo viên được ạ. Sau khi đưa học sinh vào lớp thì nhiệm vụ tiếp theo của giáo viên nó là đưa các cái giáo viên bộ môn vào lớp ạ. Vì mình đang xây dựng cái lớp cố định nên là mình phải đưa tất cả các giáo viên bộ môn vào đấy để giáo viên bộ môn có thể đưa học liệu của môn học mình lên cái lớp học này. Phần lớp học ảo em sẽ làm sau phần giáo viên ạ. Để đưa giáo viên vào lớp học này thì các thầy cô sẽ tích vào giáo viên, tích vào chức năng, thêm từ danh sách người dùng ạ. Thì thầy cô sẽ, đây là danh sách toàn bộ giáo viên trong trường, thì thầy cô sẽ chọn những cái giáo viên mà dạy bộ môn mà dạy lớp mình để đưa vào lớp. Các thầy cô không nghe rõ ạ. Các thầy cô không nghe rõ, các thầy cô? Nghe rõ ạ. Em nói lại phần này nhá. Sau khi đưa học sinh vào lớp rồi thì là các thầy cô sẽ phải đưa giáo viên vào lớp đúng ạ. Thầy có giáo viên và học sinh thì mới dạy được đúng ạ. Thì chúng ta sẽ tích vào giáo viên, tích vào chức năng và chọn thêm từ danh sách người dùng ạ. Và thầy cô sẽ tìm kiếm, có mục tìm kiếm đấy này. Các thầy cô có thể tìm kiếm hoặc là các thầy để thêm giáo viên vào. Đấy, thầy cô sẽ chọn những cái giáo viên bộ môn mà mình sẽ thêm vào và để dạy vào lớp mình. Và thầy cô sẽ tích vào lưu ạ. Chức năng này thì là thường là giáo viên chủ nhiệm sẽ làm, nhưng mà đối với cấp tiểu học thì chắc là quản trị nhà trường sẽ hỗ trợ các giáo viên trong trường ạ. Các thầy cô, khi mà các thầy cô đưa giáo viên vào cái lớp học này thì là các giáo viên này cũng là có quyền gần bằng là giáo viên chủ nhiệm ạ. Tức là họ có quyền tạo các cái chương mục, tạo các cái tên học liệu để cho học sinh tham gia học, chấm bài. Tất cả các chức năng mà giáo viên chủ nhiệm là có thì là giáo viên bộ môn này sẽ có để thực hiện được ạ. Các thầy cô hiểu chưa ạ? Có cần nói lại phần này được không ạ? Em nói lại phần này nhá. Sau khi các thầy cô có học sinh trong lớp đầy đủ rồi đúng không ạ? Thì các thầy cô sẽ đưa các cái giáo viên bộ môn vào cái lớp học này để chúng ta bắt đầu đi dạy học. Thì thầy cô sẽ tích vào mục giáo viên ạ. Tích vào chức năng ạ.
chọn thêm từ danh sách người dùng ạ. Khi chọn chức năng này thì hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các cái giáo viên trong trường cho các thầy cô thấy ạ. Ở đây thì có hỗ trợ chức năng tìm kiếm để giúp cho thầy cô là tìm kiếm các cái danh sách giáo viên mà cần đưa vào lớp ạ. Thì thầy cô có thể nhập thông tin tên của giáo viên rồi tích vào nút tìm kiếm để tìm kiếm giáo viên cần thêm vào ạ. Được chưa ạ? Sau khi tìm thấy tên giáo viên cần thêm vào thì thầy cô sẽ chọn tích chọn giáo viên cần thêm vào ạ. Và thực hiện lưu ạ. Và như vậy thì em vừa đưa thầy Phan Văn Chiến này vào cái lớp này để tham gia giảng dạy cùng giáo viên chủ nhiệm ạ. Phần giáo viên các thầy cô đã hiểu chưa ạ? Các thầy cô và thầy sau khi em thêm thì danh sách các giáo viên trong lớp đã hiển thị lên đây chưa ạ? Lên màn hình chưa ạ? Được rồi đúng ạ. Rồi ạ. Rồi em đi phần tiếp theo nhá. Như vậy thì chúng ta đã có gì rồi ạ? Có khối học rồi ạ. Và có lớp học ở trong khối học rồi ạ. Và trong lớp học thì có giáo viên và học viên rồi đúng ạ. Và chúng ta sẽ làm học liệu đúng ạ. Học liệu thì đầu tiên là chúng ta dạy trực tuyến thì phải có một phòng học trực tuyến đúng ạ. Phòng học trực tuyến thầy cô sẽ có hai cách. Em giới thiệu cho thầy cô hai cách ạ. Các thầy cô có thể lựa chọn ạ. Cách thứ nhất đó là tạo một cái học liệu là phòng học trực tuyến. Cách thứ hai đó là tạo phòng học ảo ạ. Em sẽ demo hai cách cho các thầy cô và thầy cô sẽ lựa chọn cách nào là tùy các thầy cô ạ. Cách thứ nhất đó là tạo một cái phòng học trực tuyến thì thầy cô sẽ tích vào đề cương ạ. Thầy cô muốn giới thiệu phòng học ảo trước đúng ạ. Các thầy cô sẽ tích vào phòng học ảo. Ở đây thì thầy cô sẽ chọn sẽ thấy được cái lịch học của cái lớp này. Gồm có các tiết, các thứ giống như là thầy quả biểu các thầy cô đang dạy ở trường đúng ạ. Để có cái phòng học ảo như thế này thì thầy cô sẽ tích vào cái chức năng phòng học ảo ở bên trái màn hình đấy ạ. Các thầy cô thấy chức năng phòng học quản lý phòng học ảo chưa ạ? Các thầy cô tích vào quản lý phòng học ảo ạ thì hệ thống sẽ list ra tất cả các cái danh sách phòng học ảo trong trường. Cái chức năng này chỉ có quản trị hệ thống mới có quyền thực hiện ạ. Các thầy cô lưu ý ạ. Cái phòng học trực tuyến cố định thì là giáo viên chủ nhiệm cũng thực hiện được, giáo viên bộ môn cũng thực hiện được. Nhưng mà chức năng phao quản lý phòng học ảo thì chỉ có quản trị nhà trường thực hiện được. Phòng học ảo là gì ạ? Phòng học ảo là một phòng học cố định ở được tạo cố định ở trong một cái khóa học. Mà khóa học ở đấy mình đã định nghĩa là một lớp học rồi ạ. Thì nghĩa là mình sẽ xây dựng một cái phòng học ảo trong một cái lớp. Thầy cô tích vào quản lý phòng học ảo và thực hiện thêm phòng học. Thầy cô sẽ nhập mã phòng, ví dụ như lớp 7A. Tên phòng học. Link này chính là link gì ạ? Link này chính là link của Zoom. Các thầy cô copy từ việc tạo phòng học ở bên Zoom ạ.
Mục đích của phòng học ảo là gì ạ? Thứ nhất là mục đích của phòng học ảo là cố định một phòng học cho một lớp, cho từng lớp học. Và phòng học ảo này nó có một lợi ích, đó là tích hợp thời khóa biểu của từng lớp lên cái phòng học ảo này. Và sau khi tạo phòng học ảo thì tài khoản giáo viên cũng nhìn thấy được lịch học của mình ở trên giao diện học và thi trực tuyến. Và giờ học sinh cũng nhìn thấy được lịch học của mình trên giao diện học và thi trực tuyến. Và giáo viên và học sinh khi đăng nhập vào thì chỉ cần tích vào cái lịch đó trên thời khóa biểu thì sẽ vào cái lớp học phòng ảo ạ. Nên đỡ phải mất thời gian của giáo viên và học sinh. Được chưa? Đây, ví dụ như em tạo một cái phòng học ảo của lớp lớp 6A, 6B đấy ạ. Thì em đã nhúng cái link Zoom, có hẳn link Zoom vào đấy ạ. Và thực hiện lưu lại ạ. Như vậy thì ta sẽ đã có một phòng học ảo đó, đúng không ạ? Còn việc tiếp theo là các thầy cô sẽ lên lịch cho cái phòng học này ạ. Lên thời khóa biểu cho phòng học này. Thì thầy cô sẽ tích vào chức năng đặt lịch phòng học ảo ở dưới chức năng quản lý phòng học ảo ạ. Đấy ạ, các thầy cô có thấy đã thấy lịch đấy chưa ạ? Thì để lên lịch cho cái phòng học ảo này thì các thầy cô sẽ thực hiện tròn thời gian ạ. Ví dụ em bắt đầu từ thứ hai ngày mai ạ, chọn phòng học ạ, thì em sẽ chọn lớp 6A và bắt đầu em sẽ tích vào các cái thứ ạ, và chọn tiết bắt đầu, tiết kết thúc. Ví dụ như em chọn cả ngày chẳng hạn, tiết 1 là tiết đầu tiên và tiết đến tiết thứ 10, và chọn tên khóa học ạ. Tên khóa học lúc nãy em vừa mới tạo, ví dụ tên khóa học chẳng khóa học lớp 7A lúc nãy em vừa tạo đấy ạ. Không ạ, cái việc đặt lịch trực tuyến này không phải làm hàng ngày, hàng tuần. Các thầy cô thấy chưa ạ? Thôi chúng ta sẽ chọn phòng học ạ. Và lưu lại ạ. Và như vậy thì chúng ta đã đặt được lịch học của cái lớp học ảo này từ tiết 1 đến tiết 10 của thứ hai. Hoặc là sau khi đặt thì các thầy cô có thể sửa lịch bằng cách tích vào cái nút đặt lịch mới ở phía dưới ạ. Phần này các thầy cô đã rõ chưa ạ? Em nói lại nhé. Để tạo một lớp học phòng học ảo thì các thầy cô sẽ tích vào chức năng là phòng học ảo ạ. Thực hiện thêm phòng học ạ. Đặt mã phòng học ạ. Tên phòng học ạ, link phòng học này là link Zoom mà các thầy cô khi tạo phòng học Zoom cộp lên đấy ạ. Giống như phòng học cố định ạ.
Nhờ chị Giang hướng dẫn cái chỗ lấy lính dụng này cho cả thầy cô về ạ. Cả thầy cô đang hỏi nhiều lắm ạ. Đăng ký. Em xin tiếp tục ạ. Sau đấy thì em sẽ hướng dẫn các thầy cô tạo một link dung ạ. Thì thầy cô sẽ vào địa chỉ. Địa chỉ của Dung ạ. Địa chỉ web của Dung. Và đăng nhập tài khoản của thầy cô lên hệ thống. Sau đó thì tham gia, tích vào tham gia một cuộc họp ạ. Chị Giang sẽ cái màn hình thao tác của chị Giang ơi. Chị đang để cái màn hình ở bên phần LMS. Chào chị. Phú ơi, nhìn thấy chứ Phú? Nhìn thấy sai đúng không? Dạ, nhìn được rồi, chị sai áo ra đó, chị đăng nhập vô từ đâu cho mọi người nắm được ạ? Các thầy cô sẽ vào Zoom, địa chỉ zoom.us hoặc là đăng nhập trên cái ứng dụng Zoom đấy ạ. Tạo một cái cuộc họp, tích vào tạo một cái cuộc họp ạ. Thì ở đây, ví dụ như là có một cuộc họp mà em vừa mới tạo đấy ạ. Thầy cô sẽ có cái địa chỉ của cuộc họp này về cái lớp học ảo ạ.
Sau khi tạo một phòng học ảo thôi thì các thầy cô sẽ tích vào đặt lịch phòng học ảo ạ. Thầy cô sẽ chọn ngay đặt lịch ạ. Và đến thầy cô sẽ chọn thứ cần đặt lịch ạ. Và chọn cái tiết bắt đầu của cái lịch này. À, tiết kết thúc. Thầy cô chọn cái khóa học ạ. Và sau đó lưu lại ạ. Thì như vậy thì lịch của lớp 7A vào thứ 3 sẽ được hiển thị trên màn hình ạ. Và giáo viên khi đăng nhập vào hệ thống thì cái lịch này sẽ xuất hiện trên phần lịch thời khóa biểu của giáo viên. Và giáo viên sẽ tích vào lịch này để thực hiện dạy trực tuyến ạ. Còn lịch phòng học ảo này thì hiện tại mới chỉ tích hợp cái link Zoom thôi ạ. Và bên em đang nâng cấp là tích hợp thêm cả Google Meet và MS Teams ạ. Rồi ạ. Như vậy thì em đến vừa giới thiệu các thầy cô về cái lớp học ảo ạ. Còn cái lớp học cố định thì chắc là không cần phải giới thiệu đến các thầy cô nữa đúng không ạ? Các thầy cô cần giới thiệu lớp học cố định ạ. Có ạ. Để tạo một cái lớp học cố định thì các thầy cô sẽ vào cái lớp học của mình ạ. Sau đó cái phần đề cương ấy. Phần đề cương này là phần để đưa cả học liệu lên trên trong khóa học. Thầy cô sẽ tích vào đề cương thêm mới. Ở đây thì thầy cô sẽ tạo một cái học liệu đó là phòng học trực tuyến ạ. Thầy cô thấy màn hình không ạ? Phú thấy màn hình Phú? Em nói lại phần này nha. Lúc nãy là cách tạo phòng học ảo ạ. Còn cả thầy cô có một cách nữa đó là tạo học liệu là phòng học Zoom ở ngay trong lớp ạ. Bằng cách thầy cô sẽ chọn đề cương, chọn thêm mới, nhập tên chương mục là phòng học trực tuyến 7A, nhập mô tả ở đây chọn file thì các thầy cô có thể chọn các cái hình ảnh của cái lớp học trực tuyến này để làm đại diện và nhấn vào thêm mới. Được chưa ạ? Sau khi tạo cái phòng học trực tuyến này thì là các thầy cô sẽ thêm học liệu là phòng học Zoom đúng không ạ? Ở đây thì có rất là nhiều học liệu mà các để hỗ trợ các thầy cô thầy như là phòng học trực tuyến MS Teams, phòng học trực tuyến Zoom, phòng học trực tuyến Webex hoặc là Google Meet. Thì ví dụ như là các thầy cô chọn phòng học trực tuyến Zoom chẳng hạn thì các thầy cô sẽ thực hiện như lúc nãy. Ở đây thì có hai cách. Một là các thầy cô sẽ nhúng cái link Zoom như lúc nãy em thực hiện. Hai là các thầy cô tích vào tạo phòng học tự động thì sau khi nhập tên phòng và mật khẩu và thời gian thì hệ thống sẽ tự tạo một phòng học Zoom đến hệ thống
Thì nhược điểm của cái phòng học tự động này là bị giới hạn 40 phút. Còn cách nào phòng học tư lính Zoom này thì các thầy cô có thể sử dụng tài khoản duoi@nghean.edu.vn để nhúng cái lính Zoom này vào cái phòng học, thì như vậy thì sẽ không bị giới hạn tài khoản. Và sau khi nhúng phòng học Zoom thì chúng ta đã có một cái phòng học trực tuyến lớp 7A. Sau đó thì đối với các cái thầy cô bộ môn ấy mà có các cái tiết dạy thì thầy cô có thể thêm các cái học liệu dưới dạng là các tiết. Và đưa các cái bài tập cũng như là các cái học liệu của cái tiết đó lên trên hệ thống để học sinh vào tham gia học. Và hệ thống sẽ lấy được các cái thông tin về việc dạy của giáo viên theo tiết cũng như là việc học của học sinh. Hoặc là em sẽ giới thiệu cho các thầy cô một cách nhúng một link Google Meet nhá. Google Meet thì sẽ có một cái tiện lợi, đó là các thầy cô sẽ không cần phải cài cái app khi sử dụng cái máy tính. Thì các thầy cô sẽ vào cái link là Google Meet ạ. Các thầy cô sẽ nhập vào link là meet.google.com. Sau đó thì màn hình sẽ xuất hiện cái giao diện của Google Meet. Thì các thầy cô sẽ tích vào cuộc họp mới chẳng hạn. Thì các thầy cô sẽ tích vào một cuộc họp để sử dụng sau. Đúng ạ. Và sau đó thì các thầy cô sẽ tích vào cái hình biểu tượng ô vuông này để có cái link cuộc họp. Và sau đó thì các thầy cô sẽ nhúng cái link này vào cái phòng học mà mình tạo khi lựa chọn là phòng học Google Meet. Dùng ở đây. Hướng dẫn là mình vừa mới copy đấy ạ. Thời gian mình sẽ nhập thời gian bắt đầu của cuộc họp. Nhập mô tả. Và tích vào tàu mới ạ. Thì như vậy thì một phòng học sử dụng Google Meet đã được tạo trong lớp 7A. Thì các thầy cô có thể tích vào cái mở tạp mới để dạy học luôn. Hoặc là sẽ dạy học sau. Đó là lớp học cố định ạ. Các thầy cô, em có phải cần phải nói lại không ạ? Cho em nói chỗ này chị tí chị Giáng ơi, của cái chỗ Google Meet ấy, hiện tại các thầy cô có hỏi là Google Meet có giới hạn thời gian hay không. Thế thì Google Meet ngày xưa thì Google Meet không giới hạn thời gian, nhưng mà tính đến thời điểm là tháng 8, em nhớ không nhầm là khoảng tháng 8, thì Google Meet đã là cho dừng cái cải chính sách là miễn phí về thời gian cuộc họp. Thì hiện nay Google Meet thời lượng của cuộc họp là free ấy. Tức là cả thầy cô khi mà đăng ký tài khoản trên Google Meet ấy, thì thời lượng của Google Meet chỉ được là 60 phút thôi ạ. Em xin thấy là chị Giang tiếp tục ạ. Một cái ưu điểm của Google Meet là nó chạy trên nền tảng web, nên là các học sinh và giáo viên cũng không cần phải cài cái app khi sử dụng ạ. Chỉ có là trên ứng dụng điện thoại thì là phải cài app Google Meet ạ. Còn trên máy tính thì không cần phải cài ạ. Rồi ạ. Em thì phần quản trị thì ngoài ra thì phần quản trị là có phần chia sẻ các cái học liệu, cấu hình chia sẻ các cái học liệu cũng như là kho tài liệu. Thì giáo viên dạy xong thì cũng có thể là chủ động chia sẻ các cái học liệu sang kể cả cái khóa học lớp học khác của mình, cũng có thể chia sẻ cho các thầy cô khác trong trường.
bằng chức năng là quản trị viên sẽ vào chức năng là quản lý học các cái tài liệu để thực hiện việc chia sẻ, hoặc là giáo viên có thể chủ động chia sẻ các cái học liệu của mình ở các cái chức năng ở các cái thao tác này, sao chép khóa học sang các cái khóa học mở khác. Như vậy thì em vừa giới thiệu xong cái phần quản trị hệ thống của người quản trị trên hệ thống học và thi trực tuyến VNPT Link dành cho các trường mà chưa sử dụng hệ thống quản lý đã sử dụng hệ thống quản lý nhà trường VNEDU. Còn sau đây thì em sẽ hướng dẫn cho các trường mà chưa sử dụng hệ thống quản lý nhà trường VNEDU. Các trường chưa sử dụng hệ thống quản lý nhà trường VNEDU thì các cái dữ liệu về học sinh, nhà giáo viên, lớp và phân công giảng dạy thì trẻ chưa có đến hệ thống ạ. Thì để có dữ liệu này thì các thầy cô sẽ thực hiện xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành và import vào hệ thống quản lý nhà trường VNEDU. Sau đây thì em sẽ hướng dẫn các thầy cô cách thức đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ngành về hệ thống quản lý nhà trường VNEDU. Còn sau đó thì sau khi đã có dữ liệu rồi thì các thầy cô sẽ vào hệ thống quản lý học và thi trực tuyến VNPT e-learning để đồng bộ dữ liệu từ hệ thống EDU sang hệ thống này. Đầu tiên là các thầy cô sẽ vào site của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành đấy ạ. Thì từ khi trang hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thì các thầy cô sẽ xuất được các cái dữ liệu về học sinh tại cái chức năng là học sinh, hồ sơ học sinh, quản lý hồ sơ học sinh ạ. Hoặc là